Xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa Bộ trưởng, trước tiên xin Bộ trưởng có thể chia sẻ về những thành công của ngành tài chính trong năm 2022. Năm 2022 là một cái năm mà chúng ta đã chiến thắng đại dịch và bắt đầu phục hồi kinh tế. Và có thể nói là một năm thu được những cái thắng lợi hết sức là toàn diện và to lớn. Tăng trưởng kinh tế chúng ta đạt 8,02%. Và CPI của chúng ta đạt 3,41%, và nợ công khoảng 40%, tức là thấp so với cái mức cảnh báo và so với cái mức tối đa mà được Quốc hội giao là 60%. Và đặc biệt ấy, là xuất nhập khẩu của chúng ta đã đạt 730 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu, và xuất siêu trên 11 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là một cái năm có cái lượng xuất siêu cái lớn nhất. Và đặc biệt là về chính sách tài khoá là thực hiện một cách thành công. Thu ngân sách là đạt được 1.803.000 tỷ, vượt 27,76% so với dự toán và vượt 14% so với năm 2021. Và cũng là năm đầu tiên trong lịch sử là chúng ta có bội thu ngân sách. Vì cái dự toán chi ngân sách chúng ta của năm 2022 là chỉ 1.784.000 tỷ. Và bội chi ngân sách thì dưới 4%. Và năm 2022 cũng là một năm mà thực hiện cái phục hồi kinh tế và đưa vào nền kinh tế, vì gói phục hồi kinh tế là 347.000 tỷ theo nghị quyết 43 của Quốc hội, và thực hiện cái đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư công và chuyển đổi số một cách mạnh mẽ. Có thể nói tóm lại là năm 2022 là chúng ta thực hiện thành công và xuất sắc cái nhiệm vụ kinh tế xã hội theo nghị quyết 01. Thưa Bộ trưởng, trong năm 2022, bên cạnh những thành công thì chúng ta cũng tồn tại những khó khăn, vướng mắc nào, thưa Bộ trưởng? Năm 2022 thì chúng tôi nghĩ là có thứ nhất là vấn đề hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho nền kinh tế. Có những bước là tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn có những cái khó khăn và nó cản trở cái quá trình, hay nói cách khác là nó chưa đảm bảo cho cái quá trình phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ. Cái vấn đề thứ hai nữa là tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và lạm phát gia tăng, nó để ảnh hưởng đến cái kinh tế của nước ta. Chẳng hạn như giá cái nguyên vật liệu đầu vào nó tăng lên và các cái chi phí đẩy tăng lên cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp, và đặc biệt là cái vấn đề dòng tiền, cái room tín dụng giảm cùng với cái lãi suất tăng thì nó đã đẩy cái chi phí đẩy lên. Và thị trường thì bị thắt chặt hơn, thu hẹp hơn do cái tiết kiệm chi tiêu của các quốc gia. Từ đấy nó cũng đã ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thưa Bộ trưởng, ngay sau khi nghị quyết 01 của Chính phủ được ban hành thì Bộ Tài chính sẽ triển khai những nội dung gì? Chúng tôi sẽ tập trung để tham mưu cho Chính phủ, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội đảm bảo giữ được cái kinh tế vĩ mô và đảm bảo và được các cái cân đối lớn của nền kinh tế và chống được lạm phát, tập trung phát triển cái sản xuất kinh doanh và đảm bảo cái an sinh xã hội. Đây có thể nói là những cái mục tiêu hết sức là lớn lao. Và đối với Bộ Tài chính thì chúng tôi đã triển khai 108 cái nhiệm vụ, thì trong đấy có 53 nhiệm vụ là trực tiếp chủ trì, còn 55 nhiệm vụ sẽ phải phối hợp với các bộ ngành để thực hiện. Và trọng tâm của chúng tôi là vẫn tiếp tục thực hiện tốt cái chính sách tài khoá và phối hợp giữa cái chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Đồng thời là tháo gỡ những cái vướng mắc, những khó khăn để ổn định cái thị trường chứng khoán, thị trường vốn, thị trường bảo hiểm và đảm bảo cái quản lý tài chính ngân sách, tài sản công một cách tốt nhất. Thưa Bộ trưởng, trong năm 2022 thì Bộ Tài chính cũng đã đưa ra rất nhiều những giải pháp tài khoá để hỗ trợ người dân cũng như là doanh nghiệp phục hồi kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Cụ thể như là việc giảm thuế VAT hay là miễn, giảm, giãn và hoãn nhiều loại thuế cho doanh nghiệp. Và điều này thì cũng đã góp phần quan trọng để giúp cho GDP Việt Nam năm 2022 đạt 8,02%, cũng như là chúng ta đã xếp thứ 5 ở ASEAN và vị trí thứ 14 ở châu Á. Vậy thì trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp tài khoá gì để hỗ trợ nền kinh tế phát triển ạ?
Năm 2023 thì chúng tôi vẫn thực hiện đề xuất với chính phủ thực hiện cái chính sách là gia hạn và kéo dài giãn hoãn cái thời gian nộp thuế như cái chính sách mà chúng ta đã thực hiện trong năm 2022. Đồng thời đề xuất với chính phủ và đã được chính phủ chấp thuận ấy, quyết định ấy, là giảm 3% tiền thuê đất để giảm bớt những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp và thực hiện cái vấn đề giảm thuế môi trường trong xăng dầu và một số khoản phí và lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho những cái doanh nghiệp và các cái hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Và chúng tôi nghĩ là năm 2023 thì phải tập trung để đẩy mạnh cái vấn đề giải ngân đầu tư công và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các cái doanh nghiệp, thúc đẩy cái phát triển vướng mắc về mặt pháp lý, vướng mắc về vấn đề dòng tiền, vướng mắc về các cái vấn đề liên quan khác để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển và các cái nỗ lực cũng hướng về doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp đang phát triển và năng lực của doanh nghiệp tăng lên thì năng lực của nền kinh tế sẽ tăng lên và giải quyết được lao động, tăng thu được ngân sách và đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội. Thưa Bộ trưởng, trong năm 2023 thì Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số như thế nào trong hoạt động của ngành? Năm 2022 thì chúng tôi là cái bộ ngành đứng đầu về chuyển đổi số, về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin so trong các cái bộ ngành của chính phủ và các bộ ngành. Đồng thời là về cải cách về thủ tục hành chính thì chúng tôi đứng thứ hai, được xếp thứ hai. Và chúng tôi đã tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong cái lĩnh vực thuế, lĩnh vực hải quan, lĩnh vực kho bạc và lĩnh vực chứng khoán. Thì trọng tâm là thực hiện cái vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Và trong cái vấn đề thu ngân sách ấy, thì chúng tôi đã thực hiện cái vấn đề, tiếp tục thực hiện vấn đề là phát hành hóa đơn điện tử và vận hành tốt cái cổng thông tin điện tử của sàn thương mại xuyên biên giới để các cái tập đoàn công nghệ của nước ngoài phải nộp thuế cho Việt Nam và cổng thông tin điện tử trong nước để những cái kinh doanh trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử phải nộp thuế, cũng như là thực hiện đúng cái vấn đề nộp thuế đối với thị bất động sản và chống chuyển giá, chống trốn thuế đối với các cái doanh nghiệp mà vi phạm về pháp luật về thuế. Thế thì và đối với kho bạc ấy, thì chúng tôi thực hiện cái chủ trương là 3-0, tức là không hồ sơ giấy tờ, không tiếp xúc trực tiếp và không tiền mặt. Đối với hải quan thì chúng tôi tập trung là về hải quan thông minh. Đối với cái lĩnh vực của thị trường chứng khoán ấy, thì chúng tôi thực hiện cái sàn giao dịch về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành một cái sàn giao dịch riêng, đồng thời là thực hiện các sàn của HOSE để chống cái vấn đề gói cổng nghẹn mạch và đảm bảo tốt nhất cho cả quá trình giao dịch của cái trên cái thị trường chứng khoán, đảm bảo cái minh bạch và đảm bảo đúng đắn chính xác để thực hiện một cách tốt nhất và giảm được các cái chi phí và giảm được các cái chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp và đồng thời chi phí cho cơ quan nhà nước và kiểm soát một cách chặt chẽ hơn thông qua cái trí tuệ nhân tạo AI. Thì chúng tôi là sẽ nỗ lực để ngành tài chính vẫn luôn luôn đứng đầu là cái ngành chuyển đổi số hàng đầu của các bộ ngành. Thưa Bộ trưởng, vậy thì trong năm 2023 thì Bộ Tài chính sẽ thực hiện các giải pháp gì để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đã được giao? Chúng tôi đã trình với chính phủ và chính phủ đã trình với Quốc hội và Quốc hội đã ban hành cái nghị quyết giao cho chính phủ phải triển khai thực hiện cái chính sách tài khoá. Trong đó có cái dự toán thu ngân sách và dự toán chi ngân sách. Thì chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực quyết liệt để thực hiện cái thành công cái dự toán ngân sách, tiết kiệm cái chi ngân sách, tăng cái giải ngân đầu tư công và tiết kiệm trong cái quá trình sử dụng cái tài sản công, cũng như là tăng cường cái công tác quản lý thuế, chống cái thất thoát về gói thuế để đảm bảo cho cái chính sách tài khoá được thực hiện một cách hợp lý và bền vững, minh bạch. Trong năm 2022 thì một vấn đề được dư luận quan tâm đó chính là thị trường chứng khoán và đặc biệt đó chính là trái phiếu doanh nghiệp và việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trái phiếu. Xin Bộ trưởng có thể chia sẻ một số thông tin liên quan đến định hướng, quản lý cũng như là điều hành thị trường trái phiếu trong năm 2023 để chúng ta vừa đảm bảo được mục tiêu xây dựng một thị trường vốn chung và dài hạn cho doanh nghiệp, đồng thời vừa bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trái phiếu.
Thị trường trái phiếu là có thể nói là một cái kênh huy động vốn trung và dài hạn hết sức quan trọng cho nền kinh tế. Vì vậy, ổn định và phát triển cái thị trường chứng khoán là một cái giải pháp hết sức quan trọng để cùng với các cái tổ chức tín dụng đảm bảo cái nguồn vốn cho nền kinh tế. Và đối với cái thị trường chứng khoán thì gồm có thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu và phái sinh. Thế thì đảm bảo cho ba cái thị trường này hoạt động một cách minh bạch, đúng đắn và hiệu quả thì sẽ đảm bảo thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển. Thì trong cái thời gian vừa qua ấy, thì chúng tôi cho rằng là đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thì đã có một ít cái doanh nghiệp đã lợi dụng để lừa dối khách hàng và thực hiện cái vi phạm cái trật tự trong cái quá trình phát hành trái phiếu. Và Bộ Tài chính cũng đã chủ động tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện pháp luật bằng cái giải pháp là ban hành cái nghị định 65 để làm minh bạch hơn và làm phân định gói trách nhiệm một cách rõ ràng hơn để đảm bảo cho cái thị trường được vận hành một cách minh bạch và đảm bảo cái trách nhiệm của các cái nhà phát hành và nâng cao được cái nhận thức về của những người tham gia trong cái thị trường này. Cho nên là khi mà cái nghị định 65 ban hành ấy, thì thực hiện cũng cả có một số cái khó khăn và vướng mắc trong thực tiễn và thực hiện cái chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tài chính cũng đã chủ trì phối hợp với các cái bộ ngành, lấy ý kiến của các bộ ngành đã tham mưu Chính phủ để ban hành cái nghị định sửa cái nghị định 65 nhằm mục tiêu để đảm bảo cho cái thị trường trái phiếu được hoạt động một cách bình thường, hiệu quả và đảm bảo cái minh bạch và đúng đắn, bền vững. Thưa Bộ trưởng, nhân dịp đầu xuân năm mới, Bộ trưởng có thể gửi một lời chúc đến quý vị khán giả truyền hình cũng như là nhân dân cả nước. Năm 2023 với mùa xuân mới thì kính chúc các cái khán giả lời chúc là đầu năm sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Chúc cho cuộc sống của chúng ta ngày càng yên vui và đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh. Vâng, và thay mặt những người làm chương trình thì xin được kính chúc Bộ Tài chính cũng như là Bộ trưởng một năm mới sẽ thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã dành thời gian tham gia chia sẻ với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.